Các bạn hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia đến từ chương trình thì sẽ giúp quý vị và các bạn biết cách đó là làm thế nào để chúng ta có một làn da khỏe, láng và mịn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để có cơ hội sở hữu phần quà là một voucher làm đẹp của nhà tài trợ thẩm mỹ Hồng Kông, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn! Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, sống tận hưởng là bắt đầu ngày mới tươi khỏe. Là trải nghiệm thư giãn sảng khoái, là khám phá hành trình thú vị và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, tận hưởng cuộc sống số.
kính thưa quý vị, ca khúc Dòng máu lạc hồng của nhạc sĩ Lê Quang, phần biểu diễn của hợp ca nam nữ đã mở đầu cho chương trình giao lưu nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 13 được tổ chức năm 2020 hôm nay, hướng về kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Mỹ Lan, Lê Anh của tập thể nghệ sĩ xin trân trọng gửi đến quý vị khán giả truyền hình cả nước và quý vị khán giả đang có mặt tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, bom đạn đã nằm yên trong quá khứ, nhưng những nỗi đau do chiến tranh để lại thì không thể nào xóa đi được. Vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước. Trong số đó có những người đã ra đi mãi mãi, có những người may mắn hơn được trở về với gia đình, lại mang trong mình những vết tích của chiến tranh. Nhưng họ đã vượt lên thương tật, đau thương, mất mát, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Và thưa quý vị, trong rất nhiều năm qua, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng nhằm phần nào xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh để lại. Sự kiện đêm nay của chúng ta như thường liên được tổ chức lại tiếp tục trong chính sách đó. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng những cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Màu hoa đỏ lần thứ 13 năm 2020 để tưởng nhớ, ghi ơn và đền đáp công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng. Đến dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, cùng đông đảo quý vị khán giả đã có mặt tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội và đang theo dõi chương trình qua sóng đài truyền hình Việt Nam. Xin nồng nhiệt chào mừng. Và sau đây chúng tôi hân hạnh được mời quý vị cùng bước vào không gian nghệ thuật của chương trình của chúng ta để thêm một lần nữa chúng ta cùng hồi nhớ vừa cùng sống lại những trang sử hào hùng về những vị anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với những bài hát ca khúc sau đây. Màu hoa đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu, biểu diễn ca sĩ Trọng Tấn và hợp xướng cùng tốc múa. Chiều biên giới, sáng tác Vũ Hiệp Bình, biểu diễn nhóm Mây. Bài hát Tình ca, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, hợp xướng và múa. Và Cỏ non thành cổ, sáng tác Tân Huyền, biểu diễn ca sĩ Hồng Nhung. Kính mời quý vị thưởng thức.
thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương muối, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương muối, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam, con núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng. Hoàng hôn buông xuống tim ngát,
chiều sương mênh mông. Chiều biên giới bóng ai lưng ngờ nghiêm cương bên suối, lắng nghe tiếng ghi ta người chiến sĩ. Con suối ngân nga có người chiến sĩ hát với cây đàn guitar, lời ca theo gió bát ngát suối reo hòa ấm miên man, hoàng hôn buông xuống tim ngát khúc ca chiều dâng mênh mông. Đời chiến sĩ hận thù sâu xa.
xanh xào tỏa sáng, vườn bóng bóng qua đêm tối tìm hương hoa, bên nước cứu lòng còn đó em ơi, bãi luôn hương sâu còn mãi muôn đời, là toàn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể. Trời xanh quê ta, chim răng răng bay ngoài nắng xuân đẹp tươi, tan cơn phong ba lòng đất yên rồi. Em hãy nở nụ cười tươi xinh như cánh hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt rơi. Chúng tiếng ca vang rồi từ nghìn phương xa, xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan nay bao đau khổ và chia ly. Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi nghĩa ta dâng ta bao người. Thank you.
gió đùng đưa. Cô non thành cô một màu xanh non tơ, nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ. Ngồi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất. Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ, cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh cho hạnh phúc. Cảm ơn nghệ sĩ Hồng Nhung. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc nghệ thuật vẫn thế, vẫn là mạch nguồn thật tươi mát và êm dịu chảy qua tâm hồn của chúng ta. Nhưng cũng giống như hình ảnh trong Cỏ Non Thành Cổ, đó chính là phần cỏ non xanh ở phía trên mặt đất mà thôi. Ẩn sau đó vẫn là biết bao hy sinh của những cán bộ, những chiến sĩ của chúng ta, những năm tháng không thể nào quên của cả dân tộc. Thưa quý vị, trong suốt hai cuộc trường chinh, dân tộc Việt Nam đã ghi dấu hàng triệu cái tên anh hùng. Những người đã đánh đổi xương máu mình để giành lại độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho đất nước. Các anh, các chị là minh chứng sáng ngời cho chân lý Tổ quốc 4.000 năm anh dũng kiên cường không bao giờ khuất phục trước những dã tâm xâm lược. Họ đã trở thành cảm hứng mãnh liệt để các nhạc sĩ sáng tác những bản anh hùng ca, phác họa nên một thời kỳ cả dân tộc hành quân ra trận, nguyện mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Và tiếp theo đây, chúng tôi xin được mời quý vị các bạn cùng thưởng thức phần âm nhạc tiếp theo của chương trình. Với các ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, biểu diễn ca sĩ Lan Anh. Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài, sáng tác Huy Du, biểu diễn Đức Tuấn. Bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, sáng tác Xuân Hồng, biểu diễn Anh Thơ. Và Miền Xa Thẳm, sáng tác Đức Trịnh, biểu diễn Lan Anh. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức chương trình Màu Hoa Đỏ hôm nay. Trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác
già xuân về gửi biếu lụ. Bác yêu đàn cháu nhỏ chúng thu gửi cho quà. Bác thương đoàn xuân công đêm nay ngủ ngoài rừng. Tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác thương bài dân ca ru em bé vào đời. Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim trời quê hương xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn trong tâm hồn Việt sông qua đồng lúa chín, ta nghe sao xuyến tiếng gọi thiết tha. Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tím đỏ đôi sim, chân bước đi xa lòng còn để lại quê hương anh đó ngỡ quê hương mình. Nguyện viết xuân lời anh nói thiết tha,
theo ngọn gió bay xa như khúc ca rụng rã, thôi thúc trong lòng tôi tiến quân trên đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hơn cắm sôi trong máu. Nguyện viết xuân trần địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn. Đôi mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này. Trần địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn vang lên hùng tráng. Kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân anh đời đời. Anh đi mây ngàn gió núi, đêm đêm sương xuống sớm chiều nắng mưa, chập trùng non cao dốc thăm Trường Sơn, sáng lên lời ca hát vang trên đường. Tiếng nói anh mang tâm hồn đất nước, Nam Bắc ấp ủ tình thương. Mai sớm mưa tan hoa bừng thắm nở, bầu trời trong sáng nhớ anh muôn đời. Nguyện viết xuân lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa như khúc ca rụng rã, thôi thúc trong lòng tôi tiến quân trên đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hơn cắm sôi trong máu. Nguyện viết xuân trần địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhắm quân thù mà bắn. Đôi mắt như lửa soi đốt thiêu quân thù này. Trần địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn vang lên hùng tráng. Kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân anh đời đời. Kể từ nay sông núi hay biển khơi còn in dấu chân anh. Chờ nhau
cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới, cô gái vàng ca tạo xa từng ngày qua càng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng tình yêu. Và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Từng ngày qua càng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng tình yêu của người lính.
một miền xa thẳm tiếng gọi hồn thiêng núi một tình yêu như bao sông khát khao đến bên nhau giữa đàn bóng đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước đi tìm nhau giữa hai đầu chân tay đi tìm nhau để mãi Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, năm 2020 nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hưởng ứng tích cực chương trình Màu Hoa Đỏ lần thứ 13, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Sau đây trân trọng được kính mời quý vị đại biểu khách quý và quý vị khán giả truyền hình, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi ghi lại hành trình tri ân, trao tặng quà, sổ tiết kiệm, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tại ngã ba Đồng Lộc và nhiều địa phương trong cả nước vào tháng 7 năm 2020. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để tri ân công lao to lớn của biết bao thế hệ người con đất Việt đã chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước được yên bình, tươi đẹp như ngày hôm nay. Thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cả nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa, đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra, tương ứng với tổng số kinh phí từ ngân sách trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Tính đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22 với trên 90% kế hoạch theo đề án đã phê duyệt, đồng thời tập trung thực hiện số nhà ở còn lại khoảng 12.632 hộ xây mới và sửa chữa. Phấn đấu đến hết năm 2020, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng. Nhằm chung tay cùng cả nước chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ. Sau 12 năm tổ chức, chương trình Màu Hoa Đỏ đã thực sự trở thành một sợi dây đặc biệt kết nối những tấm lòng vàng cùng chung tay tri ân tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá rất cao và ghi nhận các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên bằng cái tấm lòng của mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách. Tôi nghĩ chương trình có sức lan tỏa và tiếp tục để phát huy, để có những cái giá trị
tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thông qua cái hoạt động của báo cũng như tuyên truyền trên mặt báo để mọi người dân chúng ta đều hướng về những ngày lễ trọng của đất nước. Những năm qua, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã triển khai rất là đều đặn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là các chương trình tổ chức các sự kiện mà hướng về người có công với cách mạng. Qua các những sự kiện như cái chương trình Màu Hoa Đỏ cũng đã có những cái chính sách, những cái hỗ trợ kịp thời đối với người có công. Tôi đánh giá đây là một cái hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa và góp phần vào cái kết quả chung trong công tác lao động người có công và xã hội, đặc biệt là công tác chăm sóc ưu đãi người có công với cách mạng. Theo thông lệ, trước mỗi lần tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Màu Hoa Đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách còn khó khăn, giúp họ vươn lên, có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn người dân nơi cư trú. Trong khuôn khổ chương trình Màu Hoa Đỏ năm nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhà tài trợ đã trao sổ tiết kiệm cho đại diện các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Học, huyện Thái Thụy và xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trước đó, tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện nhà tài trợ đã trao 20 sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi rất vinh hạnh, hôm nay là nhân ngày là chuẩn bị ngày 27 tháng 7. Thì tôi cũng là được là ban tuyên giáo của Trung ương và báo điện tử của Đảng Cộng sản là về là có cái chương trình tài trợ cho những gia đình thương binh liệt sĩ và những người là đồng cùng đồng đội là hiểm đạo bệnh tình hiểm nghèo, là tôi là xin được cùng có được một món quà, thì tôi cũng xin rất cảm ơn và cảm động. Theo ban tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ, trong 12 năm tổ chức, chương trình đã huy động từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong cả nước được gần 60 tỷ đồng, gồm 610 nhà tình nghĩa, hơn 11.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa và hơn 5.500 suất học bổng và nhiều phần quà tới các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi xin được cung cấp thêm thông tin với quý vị khán giả truyền hình cả nước. Thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra, tương ứng với tổng số kinh phí từ ngân sách trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Tính đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22 với trên 90% kế hoạch theo đề án đã phê duyệt. Đồng thời tập trung thực hiện số nhà ở còn lại khoảng 12.632 hộ xây mới và sửa chữa. Phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ban tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ lần thứ 13 năm 2020 tiếp tục trao tặng các món quà ý nghĩa đến tay các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng tại một số địa phương nhằm chia sẻ bớt phần nào những khó khăn của các gia đình, các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức đã mời đến đại diện cho hàng nghìn gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước để nhận những món quà đầy ý nghĩa từ chương trình Màu Hoa Đỏ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ đến từ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh sẽ lên sân khấu để nhận những món quà này.
Chúng tôi trân trọng được xướng danh. Xin mời đồng chí Nguyễn Xuân Tích, đồng chí Trần Mạnh Liên, đồng chí Phan Thị Thìn, đồng chí Nguyễn Văn Tường, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, đồng chí Thái Văn Lục, đồng chí Trần Doãn Minh, đồng chí Cù Hoàng Kỳ, con đẻ của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chiêu, đồng chí Nguyễn Văn Lưu, con đẻ của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Nhỏ, đồng chí Đặng Đình Đào, đồng chí Lê Văn Tài, đồng chí Trần Huy Liệu, đồng chí Phan Văn Dần, đồng chí Vi Xuân Cảnh, bà Phạm Thị Hợi là vợ liệt sĩ Lê Doãn Đằng, bà Nguyễn Thị Liên là vợ liệt sĩ Trần Quang Hào, đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền, đồng chí Võ Trọng Bình, đồng chí Trần Minh Quang và bà Lê Thị Hường là vợ liệt sĩ Nguyễn Tuyên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lên sao trao sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời. Quý vị, chúng ta vừa chứng kiến đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện ban tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ, trao sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và quý vị. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ đến từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Ngô Xuân Lộc, đồng chí Đào Văn Thung, đồng chí Hoàng Sĩ Trường, đồng chí Lương Xuân Hải, đồng chí Nguyễn Trịnh Thanh, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, đồng chí Phạm Phú Sinh, mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mùn, mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Kiều, đồng chí Lê Văn Khiển, đồng chí Thân Hồng Diện, đồng chí Nguyễn Ngọc Ích, đồng chí Trần Văn Phiến, đồng chí Trần Thị Từ, đồng chí Nguyễn Thị Trúc. Xin mời bà Giáp Thị Lễ là vợ liệt sĩ Tạ Văn Đến, đồng chí Đoàn Văn Nhi, đồng chí Trần Kim Đạo, đồng chí Giáp Văn Thành, đồng chí Nguyễn Xuân Trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lên trao sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Thưa quý vị, tại chương trình Bầu Hoa Đỏ lần thứ 13 năm 2020, quý vị vừa chứng kiến đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đại diện ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ đến từ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Lương Minh Sắc, đồng chí Nguyễn Tiến Sư, đồng chí Đỗ Khắc Mỗi, đồng chí Nguyễn Thị Hải, đồng chí Nguyễn Quang Long, đồng chí Nguyễn Kim Khinh, đồng chí Nguyễn Tiến Giang, đồng chí Nguyễn Doãn An, đồng chí Nguyễn Xuân Thùy, đồng chí Lê Xuân Định. Xin mời bà Trần Thị Ngữ là vợ liệt sĩ Phạm Minh Cầu, bà Lê Thị Thiện là vợ liệt sĩ Lê Văn Dầm, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, đồng chí Phùng Văn Bình, đồng chí Nguyễn Trọng Uẩn, đồng chí Đặng Văn Hưng, đồng chí Đỗ Minh Hùng, đồng chí Phùng Văn Vinh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lên trao sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Xin cảm ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Kính chúc các mẹ, các đồng chí thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng nhớ lại lịch sử để trân quý hiện tại và hướng tới tương lai. Những anh dũng hy sinh của các thế hệ người Việt Nam vì độc lập, tự do của dân tộc đã bồi đắp cho tâm hồn của những người Việt Nam của chúng ta hôm nay một lòng yêu nước nồng nàn, răn dạy cho nhiều thế hệ phải biết trân quý lịch sử và phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp nối không gian nghệ thuật của chương trình ngày hôm nay với những giai điệu, lời ca ý nghĩa tràn ngập niềm tự hào và tình yêu thương. Bài ca Không Quên, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, biểu diễn Bích Hồng. Bài ca Thống Nhất, sáng tác Võ Văn Di, biểu diễn ca sĩ Anh Thơ. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, tốp múa cùng hợp xướng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Là
lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả. Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuôi. Phố nhớ nhung một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Hầm cầm hơi một điếu thuốc cũng chia đôi, nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên. Có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Với em yêu, với đồng đội, với cả
miền trời quê ta rộn vang tiếng hò, Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò hoan. Là quan gió hồ là quan gió hoàng, trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn, một mùa đông xa băng vừa tan, bạn mình ơi đón vui xuân về. Bắc Nam sum họp một nhà đông vui tưng bừng, biển trời xuân sang con chim reo mừng trở về quê hương mến thương. Ôi cài hoan ta cơ ta gặp mái treo, tự do ra khơi tự do vô lộng, đời tự do gió xuân về, đời tự do gió xuân về. Biển trời bao ra Bắc vào Nam, biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò hoan. Là quan gió hồ là quan gió hoan, trời Việt Nam gió reo nắng cười, đàn bồ câu tắm trong vàng tươi, người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai. Biển trời quê ta bao năm chia rời, cuộc đời chia đôi đôi phương trời. Biển trời quê ta nay chung một nhà, thỏa lòng bao năm ước mơ. Biển trời bao la đã xanh bóng thu, từ Bắc vô Nam cờ sao tưng bừng, người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về. Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò hoan. Là quan gió hoan, là quan gió Trường Sa
hoang sơ dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dờn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Sóng miền Đông tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở tổ quốc linh. Trên tay rực lửa, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe tổ quốc gọi. Quý vị và các bạn, trong kho tàng hàng trăm hàng ngàn những bài hát hay để nhắc nhớ chúng ta về một thời của dân tộc,
một thời không thể nào quên, một thời của rất nhiều thế hệ đã bỏ xương máu của mình để bảo vệ độc lập tự do đất nước. Thì hôm nay, thêm một lần nữa chúng ta được lắng nghe những bài hát ấy cũng là dịp để chúng ta tiếp tục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị, và không chỉ nhớ đến, trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, nhằm phần nào xoa dịu những nỗi đau mất mát mà chiến tranh để lại. Mỗi chúng ta cũng nhắc nhở mình thêm có những hành động dù nhỏ để hướng về những người đó. Và thưa quý vị, ban tổ chức xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu khách quý, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và làm nên thành công của chương trình Màu Hoa Đỏ lần thứ 13 năm 2020. Xin trân trọng cảm ơn. Thời tiết nắng nóng, thay đổi khí hậu dẫn đến bùng phát